Con kính mong Thầy bố thí cho con lời pháp nhũ để con hiểu được nỗi lo và thắc mắc trong lòng con. Ôi, sao nay lắm người lo thế? Con kính bạch Thầy, trước đây con ngu si và chưa biết về Phật Pháp. Con có hai cháu nội hay ốm đau và còi xài tức là nó chậm lớn đó. Nên con đã đi xem và mở sách. Con có ăn mày Đức Ông cho hai cháu ở chùa và lại đi đóng cửa mụ lộn. Đóng cửa mụ lộn tức là đây là một cái cách làm lễ theo cái dân gian ngày xưa và đi cúng mụ đó. Cúng mụ. Rồi lại đi di cung hoán số cho cháu lớn ở điện thờ Tứ Phủ. Hiện tại hai cháu đã được 11 tuổi và 9 tuổi. Cháu lớn 11, cháu bé 9 tuổi. Nhưng con không nhớ những ngày tháng ấy nữa để chuộc cháu về. Con kính bạch Thầy bố thí giảng giải cho con được biết ạ. Chúng ta thấy Phật tử này nói là đã đi chùa, đã biết đến. Ngoài ra thì con kính bạch Thầy, trước đây con ngu si và chưa biết gì về Phật Pháp. Trước đây thì ngu si, bây giờ vẫn ngu si. Đưa câu hỏi như này Thầy biết là bây giờ vẫn còn ngu si. Thầy nói thật như thế đừng có tự ái, ngu si thật đấy. Bây giờ vẫn còn ngu si chứ đừng nói trước đây ngu si. Hiện nay ngay bây giờ vẫn còn ngu si. Nhưng không biết sau khoảng vài phút nữa Thầy trả lời nghe câu hỏi có bớt được ngu si không. Mệt lắm. Đấy, khổ thân. Đấy. Người học Phật chúng ta cứ như kiểu này chẳng trách mà Phật Pháp đi xuống là phải. Chả hiểu một cái gì cả. Đấy. Đem có hai đứa cháu này. Đem bán khoán cho Đức Ông rồi nhưng là vẫn còn đi cúng mụ lộn, vẫn còn mang cháu gì cúng vào điện Tứ Phủ để làm lễ Tứ Phủ cho các cháu nó. Thế thì đúng là chả hiểu cái gì cả. Giống như các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương, vái hết chỗ nào cũng vái. Chúng ta, nếu mà chúng ta đem quy y cho các cháu nó vào cửa Đức Ông rồi thì thôi, không cần phải đi xem, đi bói, đi toán gì nữa cả. Ngày xưa các cụ chúng tôi đi học, ngày xưa thì các hòa thượng lớn, các cụ, các thầy cũng hay nói ở trong chùa chúng ta là khi các cháu nó mới sinh ra mà nó hay khóc dạ đề hay là khó nuôi vân vân đó, thì thường là đem cái lễ đến bán khoán cho Đức Ông ấy để ăn mày Tam Bảo, ăn mày Đức Chúa Ông là để con chắc cháu nó thì nó dễ nuôi, nó không khóc dạ đề nữa vân vân. Cái này có, cái này phải nói với các vị nó làm đấy, các thầy đã làm nhiều rồi. Còn một số thầy bây giờ các thầy nói cái này là mê tín dị đoan thì thôi kệ các vị ấy, miễn là gì nó giải quyết cái vấn đề tâm lý và tâm linh cho tín đồ Phật tử cho chúng ta là được. Còn nó thầy nào bảo là nghệ mê tín dị đoan bảo thế nào thì mặc xác các thầy, đúng không? Chúng ta đang bị bệnh, đang bị một bệnh đau bụng, tôi xin lỗi các vị, đang bị bệnh đau bụng Tào Tháo đuổi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo ôi dồi ôi, bị bệnh thế này thôi, bệnh thế này trước sau cũng phải chết, thôi đi về, mà đi về chùa nhờ cái thầy tụng kinh cho, thì nhờ cái thầy tụng kinh cho, nếu mà khỏi thì sống tiếp, mà không khỏi thì về với Phật, có được không? Bác sĩ nào mà bảo chúng ta như thế thì có phải là bác sĩ không? Chắc chắn không. Chúng ta đang đau đầu như búa bổ mà bác sĩ lại bảo rằng, bác sĩ lại bảo chúng ta là ôi rồi thì đau rồi trước sau nó không khỏi, nếu không khỏi thì trước sau cũng chết, thế uống mua thuốc làm cái gì, thế đi về thì cứ về thì lấy đá mà chườm rồi tí nó khỏi thôi, mà không khỏi thì nó chết cũng có sao đâu, sinh tử vô thường mà, có sinh có già, có bệnh có chết, Phật bảo thế. Thế thì hỏng rồi, bác sĩ mà trả lời bệnh nhân thế thì hỏng rồi. Hay là sư mà gì Phật tử ra cái bảo là bạch thầy, gia đình nhà con á có sự đau khổ hay có cái việc này việc nọ ở trong gia đình nhà con á, nó bối rối không thể giải thích bằng bằng cái kiến thức của thế gian được, thì xin thầy là giải thích cho chúng con. Mình là bảo người ta mê tín dị đoan, người ta bảo nhà người ta ốm đau bệnh tật đi viện không khỏi, chữa mãi không được, điên điên khủng khủng vân vân, có người thế này thế nọ thế kia, chúng ta lại bảo họ là mê tín dị đoan vớ vẩn, tà ma ngoại đạo, đạo Phật chúng tôi không dạy con người như thế vân vân. Thì chúng ta gì
thì chúng ta chẳng khác gì mà ông bác sĩ là gì, đuổi bệnh nhân đi về vậy. Họ đau bụng bảo thôi cứ về đi, rồi trước sau nó sẽ khỏi, mà không khỏi thì sẽ chết thôi, có khác gì thế đâu. Hay người ta đau đầu bến là thôi về lấy đá mà chườm cho nó mát, trước sau sẽ khỏi, không khỏi thì chết thôi, ai mà chẳng phải chết. Thì chúng ta thấy trả lời như thế ai chẳng trả lời được. Điều quan trọng nhất một người bác sĩ này, một người bác sĩ giỏi, bệnh nhân đến là kêu đau bụng, khám xong hoặc bắt mạch hoặc là khám hoặc là hỏi vài câu thôi biết rồi, à bệnh đau bụng nó có gì, có rất nhiều đau bụng, đau bụng, đau dạ dày này, đau ruột thừa này, đau sỏi thận này, rồi đau bàng quang hay là đau gì, hay là đau ruột già, ruột non đấy, vân vân, nó rất nhiều. Trong bụng chúng ta có nhiều cơ quan nội tạng trong đó, hoặc là đau cái này, đau cái nọ, đau cái kia. Bác sĩ giỏi bảo hỏi đau đâu, bảo cháu đau ở trên này, tôi đau trên này, à người ta bác sĩ biết ngay là đau dạ dày, đúng không? Bảo đau ở dưới này, họ biết dưới này, biết ngay là đau ruột thừa. Hoặc đau gì, đau chỗ rốn này, người ta biết ngay có khi đau bụng run, vân vân. Đó, liền rồi tùy bệnh mà cho thuốc. Uống xong họ khỏi, đó mới là người bác sĩ tốt. Thầy chùa cũng vậy. Ngày xưa các cụ nói thầy chùa là bùa làng mà. À, thậm chí con lợn nó bỏ ăn, nó cũng ra nó hỏi nhà chùa. Người ta ra hỏi nhà chùa là đấy, hay là sao con lợn nhà con nó bỏ ăn. Đấy, thầy kể câu chuyện mà Đức Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ ngày chữa cái bệnh gì, bệnh lợn bỏ ăn rồi đấy. Cụ viết cho mấy cái chư lực sĩ và cái bao hương về, và đưa cho bảo một cái thì treo lên nóc cái nhà chuồng lợn, một cái đem đốt ra cho vào cám cho nó ăn. Đấy, còn một cái thì treo trước cửa cái chuồng lợn đó, đưa cho cái ba tờ giấy cụ chỉ, tất nhiên cụ lên lễ chỉ chú đại bi niệm Phật cầu Tam Bảo gia hộ rồi. Cái đấy chỉ là cái phương tiện để cho người ta tin thôi, bảo là tôi lễ rồi bà cứ đi về đi thì người ta không tin. Cho nên cụ sẵn lấy cái mấy cái bao hương, cụ lấy cái bao hương xuống, cụ sẵn cái bút cụ viết cho mấy cái chư lực sĩ. Chứ chư là con lợn mà, lực sĩ tức là khỏe mạnh. Ý là nói gì, lợn ơi hãy khỏe mạnh lên. Kiểu thế. Đấy. Nghĩa nó là đại ý nghĩa là như vậy. Cụ bảo về một cái thì tán ra đốt ra cho vào, lấy cái giò nó cho vào trong ấy, cám cho nó ăn, một cái để lên trên nóc á của chuồng con lợn, một cái treo trước cửa chuồng con lợn. Thế là mang sáng sớm đến này. Đến chiều một cái thì nó ăn, và đến tối thì nó cho con nó bú, và đến sáng hôm sau gia đình người ta đến gì, đến lễ tạ cụ. Bảo ôi trời Phật pháp nhiệm màu quá, hòa thượng gì nhiệm màu quá, nhờ có hòa thượng mà cứu cho cả nhà con. Vì con lợn nái gì, nó đẻ được một đàn lợn con, nó không cho con nó bú thì cả lợn mẹ lợn con đều chết, thì gia đình nhà con thì cũng mất ăn luôn. Bây giờ hòa thượng cứu con lợn nái, tức là cứu cả đàn lợn con, cứu cả con lợn nái, con lợn con tức là cứu gì, cứu cả cái kinh tế của gia đình nhà con. Ngày xưa gia đình họ nghèo mà, ngày xưa nó nghèo mấy chục năm trước nghèo các quý vị. Đấy. Những người nông dân thì ngoài mấy sào ruộng ra thì chăn nuôi con gà con lợn kiểu thế, mà mất cái đàn lợn con đấy thì coi như là mất ăn cả nửa năm nó còn gì nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy thầy chùa là bùa làng chỗ đó. Các Phật tử họ có niềm tin, họ mới gì mới đến cầu thầy chư tăng để giải trừ cái mối nghi cho họ. Nếu chư tăng không giải trừ được mối nghi cho thì thôi, lại còn đi quát mắng, đi chửi bới và đi nói họ là mê tín dị đoan, thì chúng ta làm sư để làm gì, chúng ta làm thầy để làm gì, đúng không? Người làm thầy mà, làm thầy người ta gọi mình là thầy, người ta gọi các sư là thầy, sư có nghĩa là thầy, chữ sư nó có nghĩa là thầy. Mà thầy ở đây không chỉ là thầy giáo, mà thầy còn cả về tâm linh, về tinh thần, về đời sống gì cho tín đồ Phật tử, cho những người dân gì, mỗi khi họ gặp rắc rối về vấn đề họ không thể giải quyết được bằng gì, bằng khoa học, không thể giải quyết được bằng y học, không thể giải quyết được bằng triết học, vân vân. Con đường cuối cùng họ tìm đến với tâm linh, mà chúng ta cũng phủi họ nốt, bảo họ là mê tín dị đoan, bảo họ là vơ vẩn, và họ là linh tinh, chửi họ về, đuổi họ về, mà thậm chí chúng ta không làm được mà một số quý thầy khác làm được, chúng ta lại chửi nguyền rủa họ là gì, là mê tín dị đoan. Chúng ta phải hiểu thế nào là mê tín dị đoan. Cũng là việc cứu người, nhưng cứu người vì động cơ, về vụ lợi, về danh vọng, về tiền tài thì đó mới là mê tín dị đoan. Còn cứu người bằng cái tâm vô tư chân thật, thấy chúng sinh đau khổ thì cứu, cứu không vì một cái động cơ gì cho cá nhân mình, thì đó là chính đạo vậy, đó là cái tâm từ bi của Bồ Tát vậy.
chứ không phải là mê tín dị đoan đâu các quý vị ạ. Một số các quý thầy bây giờ, đặc biệt ở trong Việt Nam có mấy thầy trẻ trẻ bây giờ lên giảng là cứ bác hết, bác tất cả luôn. Ở miền Bắc chúng ta cũng có một số cư sĩ Phật tử học Phật được vài năm, được vài chữ vào trong đầu một cái rồi cũng bác các quý thầy, cho các thầy là gì tụng kinh niệm Phật là mê tín dị đoan, cho các thầy lập đàn tràng cúng bái là mê tín dị đoan. Các quý vị không biết thôi, đàn tràng cúng bái mà làm theo đúng nghi thức, đúng khoa phạm mà các tổ đã dạy ngày xưa, nó làm phương tiện nó để giáo hóa để độ sinh, không phải mê tín dị đoan đâu. Kể cả các vị thấy cái khóa cúng gọi là khóa cúng giải oan cắt kết, gọi là khóa lục cúng giải oan cắt kết, mông sơn thí thực, đầy giáo pháp ở trong đấy đấy. Đầy giáo pháp trong đấy đấy các cụ, các Phật tử, tất cả các sư nữa, hãy đọc mà xem. Có câu nào trong đấy là mê tín dị đoan đâu. Toàn là giáo pháp đấy. Nhưng có mỗi cái là gì? Cái người đứng lên cúng lễ, nếu mà lập đàn cúng lễ mà vì phương tiện giáo hóa độ sinh, độ cho cả âm cả dương, âm siêu dương thái á, để cho họ có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hộ trì Tam Bảo á, thì đó là việc tốt. Nhưng còn nếu mà lên thì họ cúng lập đàn tràng vì mục đích á, danh văn lợi dưỡng tiền tài cho bản thân á, thì cái đó là gì? Mới gọi là sai. Đấy không chỉ người cúng sai đâu, tôi nói thật, kể cả ông lên ông ngồi ông trên bục giảng giảng như thế này, kể cả thầy đấy chẳng hạn, lên ngồi trên bục giảng như thế này mà chỉ nói tốt về mình mà nói xấu về người á, nói rằng ôi tất cả các sư bây giờ đều là vớ vẩn, đều linh tinh, ai lên giảng cũng vớ vẩn linh tinh, có tôi này này, tôi mới là chân sư, tôi mới là chính đạo này, tôi mới là gì, là một cái người duy nhất có thể hướng cho các quý vị đi cho con đường giải thoát giác ngộ. Như thế thì tuy tôi không đi cúng đi bái, tôi ngồi trên bục giảng suốt ngày, nhưng mà gì, tôi còn tà đạo hơn là những người đi cúng đi bái các quý vị. Người đi cúng đi bái họ chỉ có thể làm gì, làm mờ mắt được một vài gia đình, một vài chục gia đình, một vài trăm gia đình. Còn nếu mà lên ngồi trên tòa giảng mà làm nói sai chính pháp, khen mình chê người, giảng sai chính pháp, đi hướng cho con người ta đoạn pháp hoặc phá pháp, hoặc là mê tín dị đoan vân vân, thì nó còn làm hại không biết trăm ngàn vạn ức bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người. Đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng người đi cúng mới là mê tín dị đoan. Cái người lên ngồi trên tòa pháp mà giảng mà không đúng hoặc là phá pháp nó còn hơn là mê tín dị đoan, còn là tà sư. Giảng sai chính pháp của Phật, khen mình chê người, gọi là tà sư, tà pháp, cho pháp của mình là hơn pháp của các bậc tổ sư của và những người khác là sai, là tà đạo, là bà la môn, là vân vân, thế này thế khác thì đó gọi là tà sư đấy. Kẻ đó Đức Phật nói trong kinh, nói những kẻ như thế sau khi chết đi không biết đọa bao nhiêu đời kiếp ở trong A Tỳ địa ngục, hết A Tỳ địa ngục ra các ngục lớn ngục nhỏ, trải qua vô lượng kiếp nữa, xong rồi ra làm ngạ quỷ, ngạ quỷ rồi làm súc sinh, súc sinh rồi tạo nghiệp lại vào gì, lại vào địa ngục trở lại, trải qua bao kiếp như thế không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở đây Phật tử này tôi mới nói gì, là không chỉ ngày xưa không biết mà bây giờ cũng còn chưa biết đâu. Ai lại đem con đi vào chùa bán khoán cho Đức Ông rồi lại còn đi cúng mụ lộn này, lại còn đi cúng, đi đến điện để tứ phủ để lễ cho bán khoán cho cháu, hay là để làm lễ cho cháu này này. Bây giờ lại còn thắc mắc là không biết là ngày tháng năm nào để chuộc các cháu về, không quan trọng đâu. Không biết các chùa khác thì họ cứ hay làm là bán khoán 12 năm. Còn ở đây thầy cứ ghi cho là bách tuế, tức là ăn mày Phật thì 100 năm luôn, ăn mày Đức Ông đến 100 tuổi, chết thì về với Phật hoặc về với gia tiên, về quay lành nếu như người đó làm việc tốt.